Sau 60 năm hoạt động, cuối tháng 12 năm 2022, công viên Thống Nhất đã tháo dỡ hàng rào sắt, chuyển công viên sang mô hình mở, phục vụ miễn phí người dân. Những khóm hồng được trồng mới, thay thế những hàng rào rỉ sắt trước đây, tạo nên một khung cảnh đẹp, lãng mạn, hấp dẫn nhiều người đến vui chơi, đi dạo. Người dân được ra vào công viên tự do, thoải mái, giữa một không gian thoáng đãng, mát lành. Không gian xanh công cộng thu hút người dân đến đây thư giãn, chạy bộ, đánh cầu lông hay tổ chức các hoạt động tập thể vui nhộn khác. Tóm lại là bỏ cái rào chắn là rất tốt, nó thoáng mát cho công viên, dân vào chơi được thoải mái, người ta cũng tiện, dân tình họ sẽ vào nó thoáng mát hơn, nhá, người ta dễ vào hơn, cũng là tốt. Bên cạnh sự thay đổi tích cực, thì nhiều người dân đến đây vẫn cảm thấy bức xúc bởi tình trạng chó thả rông không dọ mõm vẫn tái diễn tại công viên Thống Nhất. Cùng với đó là tình trạng mất vệ sinh do chó phóng uế khắp nơi, làm xấu cảnh quan nơi công cộng. Nhiều chú chó với kích thước lớn, không được dọ mõm, không dây xích, lang thang chạy nhảy khắp nơi. Mối hiểm nguy luôn rình rập trẻ nhỏ và người dân đến tập thể dục. Dù sáng sớm hay chiều tối, công viên luôn có hàng trăm lượt người dân đến đi bộ, tập thể dục. Người lớn thì chạy bộ, trẻ em thì đạp xe đạp. Nhìn thấy những con chó lớn chạy nhảy khắp nơi, ai cũng đều lo lắng và sợ hãi. Ai cũng dắt chó, ai cũng bảo, ai cũng ra để chứ khi nó vào quy củ vào. Từ ngày bỏ rào đâm là nhiều người ta cũng rất là tự do, xe cộ đi vào thoải mái. Mà tiền thì có người vẫn thu được, có người không thu được. Cái chuyện tiền nong thì cũng chỉ là một vấn đề thôi. Ngoài ra, tình trạng người dân vẫn vô tư đi xe máy trong công viên vẫn rất phổ biến. Nhiều người tỏ ra bức xúc vì hành vi này có thể gây tai nạn cho người tập thể dục hay trẻ nhỏ bất cứ lúc nào. Hơn bao giờ hết, rất cần người dân nâng cao ý thức để công viên thực sự là nơi vui chơi giải trí an toàn của cả người lớn và trẻ nhỏ.